Fish đang có phong độ rất tốt với 7 chiến thắng trong 8 trận đấu gần nhất của mình. Và trận đấu đã chính thức bắt đầu, bóng ở trong tay của Trương Hoàng Trung. Thế khát đường qua đưa bóng cho Dakota Jinser. Jinser, dứt điểm của Dakota Jinser và 3 điểm cho Cần Thơ Catfish. Tốt, để họ có thể tới những điều xa hơn. Lại có thêm 3 điểm với tỷ số xấu của Catfish. Đó là Tân Đình. Dakota Jinser có điểm hay không? Lại có 3 điểm dành cho Dakota. Dakota Jinser cần phải thể mình. Dakota Jinser đã có điểm 100% của Đặng Thái Hưng. Còn 2 giây thôi. Tuấn Anh. Và 3 điểm cầu thủ đấu đấu ở NBA. Tân Đình lại mang về thêm 2 điểm. Và Ghen Sa Nhúc. Hồi từ đầu trận mà chúng ta thấy Dakota Jinser có 3 điểm dành cho Cần Thơ Catfish. Catfish đang hiệu quả hơn so với đội chủ nhà những tình huống dứt điểm từ xa. Và có thêm hai trong một trận đấu đang rất dài như thế này. Đặc biệt Sa Nhúc được biết đến là cầu thủ lỗi rất tốt. Bây giờ thì đã có lỗi điểm sử dụng rất tốt những tình huống fast break có được từ đầu trận. Câu trả lời đến từ Lê Khắc đang vào rebound. Cực kỳ ấn tượng của trung phong bên phía chủ nhà. Đó là 2 điểm đến từ em. Rất tốt. Rồi có thêm 2 điểm cho trung phong bên phía. Sau đó thì Lê Khắc Đăng Khoa đã bỏ lại bóng cho đội khách. Evgen Sa Nhúc. 2 điểm và N1 cho Evgen Sa Nhúc. Anh cũng hiểu rõ gần như tất cả các đội bóng, các cầu thủ. Anh chỉ bóng ở nhiều. Phối hợp hay của Sa Nhúc. Bóng vẫn còn trong cuộc. Đồng ta Jinser. Jinser. 2 điểm. Quả lì rất hay, 2 điểm cho Lê Khắc Đăng Khoa. Bóng tốt, cơ hội cho Evgen Sa Nhúc. 2 điểm và N1 cho Lê Khắc Đăng Khoa. Trên mặt có đến 2 cầu thủ của đội chủ nhà. Vẫn có điểm dành cho Jinser, lại có cơ hội ghi điểm cho Catfish. Và đó là 2 điểm tiếp theo cho Dakota. Dakota Jinser. 3 điểm cho Dakota Jinser. Mai Phương Thịnh. Phương Thịnh để mất bóng rồi. Cơ hội ghi điểm cho Catfish. Phá trọng tay. Và 2 điểm dành Khải Lâm Đỗ. 9 giây. Lại có cơ hội tiếp theo. Và 2 điểm cho Cần Thơ Catfish. Lê Quang ghi điểm cho đội bóng Tây Đô. Những cầu thủ dự bị của Catfish liên tiếp có những tình huống giúp họ ghi điểm để kết thúc trận đấu.